thuốc chữa ho, long đờm và hen phế quản. Mục tiêu học tập: 1. Khái niệm thuốc chữa ho, hen. 2. Tính chất, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của codeine, phosphate, dextromethorphan, tacpin, acetylcysteine, bromhexin, salbutamol, theophylline. Phần đại cương: 1. Thuốc chữa ho. 2. Thuốc long đờm. 3. Thuốc chữa hen phế quản. Phần 2 là một số thuốc thường dùng: codeine phosphate, dextromethorphan, tacpin, acetylcysteine, bromhexin, salbutamol, theophylline. Thuốc chữa ho. Ho là một phản ứng bảo vệ của cơ thể nhằm đẩy những dị vật như chất nhầy, đờm dãi ra khỏi đường hô hấp. Ho cũng là triệu chứng thường gặp của các bệnh đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, lao phổi. Thuốc chữa ho có tác dụng ức chế trung tâm ho ở hành não, phong bế các dây thần kinh cảm thụ, làm nâng cao ngưỡng kích thích của trung tâm ho, do vậy làm giảm ho. Các thuốc chữa ho chỉ điều trị triệu chứng, không điều trị nguyên nhân. Để điều trị triệt để, cần tìm và phối hợp với thuốc điều trị nguyên nhân. Các thuốc chữa ho bao gồm codeine, dextromethorphan, alimepazine. Thuốc long đờm. Thuốc long đờm là các thuốc có tác dụng kích thích tế bào nhầy ở đường hô hấp, tăng bài tiết chất nhầy hoặc cắt đứt cầu nối disulfit SS của các sợi mucopolysaccharide của đờm, do vậy làm tiêu đờm, lỏng dịch tiết và đờm dễ bị tống ra khỏi đường hô hấp. Các thuốc làm long đờm bao gồm tacpin, acetylcysteine, carboxystine, bromhexin. Thuốc chữa hen phế quản. Hen phế quản là một bệnh lý đường hô hấp được đặc trưng của sự tắc nghẽn đường thở, có hồi phục, viêm mãn tính và tăng tính đáp ứng của biểu mô đường hô hấp đối với nhiều kích thích khác nhau. Các thuốc chữa hen có tác dụng chống viêm và giãn phế quản, mở rộng đường dẫn khí làm dễ thở. Các thuốc chống viêm, dẫn xuất của glucocorticoid và chromoglycate. Các thuốc giãn phế quản, các thuốc kích thích beta 2, adrenergic, salbutamol, dẫn xuất xanthin, theophylline, aminophylline. Các thuốc đối kháng receptor muscarinic, atropine. Codeine phosphate, tên khác, metilmorphine. Tác dụng: codeine có tác dụng giảm ho, do ức chế trực tiếp trung tâm ho ở hành não, làm khô dịch tiết đường hô hấp và làm tăng độ quánh của dịch tiết phế quản. Tác dụng giảm đau và ức chế hô hấp kém morphine từ 10 đến 15 lần. Codeine cũng ít gây táo bón và ít gây co thắt mật hơn morphine. Khoảng 10% codeine trong cơ thể bị khử metin thành morphine. Do vậy, nếu dùng liều cao và kéo dài, codeine có thể gây nghiện. Chỉ định: ho khan, đau, các cơn đau nhẹ và vừa. Chống chỉ định: trẻ em dưới 1 tuổi, người suy gan, suy thận, suy hô hấp, người hen phế quản, phụ nữ có thai. Cách dùng và liều lượng: ho khan, người lớn, 10 đến 20mg trên lần, 3 đến 4 lần trên ngày, không vượt quá 120g trên ngày. Trẻ em trên 1 tuổi, 3 đến 5mg trên lần, 3 đến 4 lần trên ngày, không vượt quá 60mg trên ngày. Đau nhẹ và vừa, trung bình 30mg trên lần. Cách 4 đến 6 giờ dùng một liều lặp đi lặp lại, nếu thấy cần thiết, thường dùng phối hợp với các thuốc hạ sốt, giảm đau, như paracetamol hoặc aspirin để tăng hiệu quả giảm đau. Dạng bào chế: viên nén 15, 30 và 60mg, ống tiêm 15, 30 và 60mg trên ml, siro 25mg trên ml. Dextromethorphan, biệt dược, pertussis. Tác dụng: dextromethorphan là chất tổng hợp, đồng phân của morphine nên tác dụng giảm ho, giống codeine nhưng không gây nghiện. Dextromethorphan không có tác dụng giảm đau và rất ít tác dụng an thần. Thuốc được chuyển hóa qua gan và thải trừ qua thận dưới dạng còn hoạt tính. Chỉ định: ho khan mạn tính, chống chỉ định, trẻ em dưới 1 tuổi. Cách dùng và liều lượng: người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, dùng 10 đến 20mg trên lần, 4 lần trên 24 giờ hoặc 30mg trên lần, 6 đến 8 lần trên 24 giờ, không dùng quá 120mg trên 24 giờ. Trẻ em dưới 12 tuổi, dùng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Dạng bào chế: viên nén 5, 15mg, siro 3,5, 7,5, 10 đến 15mg trên ml. Tacpin. Tác dụng:
kích thích trực tiếp tế bào xuất tiết ở niêm mạc phế quản, làm tăng tiết dịch nhầy đường hô hấp, làm lỏng dịch tiết và dễ long đờm. Chỉ định: ho có đờm, chống chỉ định, trẻ em dưới 30 tháng tuổi, người suy hô hấp, suy thận. Cách dùng và liều lượng: thường được kết hợp với codeine hoặc với natriybenzoat để làm tăng tác dụng long đờm, uống 1 đến 2 viên trên lần, 1 đến 3 lần trên ngày. Dạng bào chế: viên tacpin, codeine 0,10g tacpin cộng 0,15g codeine, viên tacpin 0,10g tacpin cộng 0,05g natriybenzoat. Acetylcysteine. Tác dụng: acetylcysteine cắt đứt cầu nối disulfide của các phân tử mucopolysaccharide, làm tiêu chất nhầy, đờm dễ bị đẩy ra ngoài. Ngoài ra, acetylcysteine còn được dùng để giải độc quá liều paracetamol. Chỉ định: ho có đờm, quá liều paracetamol. Chống chỉ định: tiền sử hen phế quản, quá mẫn với acetylcysteine. Cách dùng và liều lượng: ho có đờm, uống 200mg trên lần, 2 đến 3 lần trên ngày. Quá liều paracetamol: lúc đầu, tiêm chậm tĩnh mạch 150mg trên kg, trong 200ml dung dịch glucose 5%, trong 15 phút, sau đó giảm liều dần. Dạng bào chế: gói bột 200mg, dung dịch tiêm 20%. Bromhexin, biệt dược, bisonvol. Tác dụng: làm tiêu chất nhầy giống như acetylcysteine. Bromhexin khi vào cơ thể, bị chuyển hóa thành chất ambrosol có tác dụng tương tự như chất mẹ. Chỉ định: các bệnh cấp hoặc mạn tính ở đường hô hấp, có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường, như đợt cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản, viêm phế quản dạng hen. Chống chỉ định: quá mẫn với bromhexin, loét dạ dày tá tràng tiến triển. Cách dùng và liều lượng: uống với nước sau khi ăn. Người lớn, dùng liều trung bình 30mg trên lần, 3 lần trên ngày. Trẻ em dưới 10 tuổi, dùng liều bằng nửa người lớn. Đường tiêm bắp hoặc khí dùng: dùng liều bằng nửa liều đường uống. Dạng bào chế: viên nén 8mg, cồn ngọt 4mg trên 5ml. Sabutamol, tên khác albuterol, biệt dược Ventolin. Tác dụng: thuốc kích thích chọn lọc thụ thể beta 2 adrenergic, nên có tác dụng giãn cơ trơn khí quản, điều trị hen. Thuốc có thể dùng ở dạng khí dung hoặc đường uống. Ở đường khí dung, thuốc ít được hấp thu vào vòng tuần hoàn, nên ít gây tác dụng toàn thân. Tác dụng giãn phế quản xuất hiện sau 5 đến 15 phút và kéo dài 4 đến 6 giờ. Do vậy, dạng khí dung thường được sử dụng để cắt cơn hen cấp. Sabutamol cũng như các thuốc cường beta 2 adrenergic khác, nếu dùng kéo dài có thể gây quen thuốc, giảm hiệu quả điều trị. Chỉ định: cơn hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Chống chỉ định: thận trọng khi dùng đường uống hoặc đường tiêm cho những người bị cường giáp, rối loạn nhịp thất, rối loạn mạch vành, tăng huyết áp, đái tháo đường. Cách dùng và liều lượng: cơn hen cấp 100mg trên liều, dùng 1 đến 2 liều trên lần. Nếu không đỡ sau 15 phút, hít thêm 1 đến 2 liều nữa. Không nên lạm dụng thuốc cắt cơn hen. Dạng bào chế: bình xịt khí dung 100mg trên liều, viên 2 và 4mg, lọ siro 60mg trên 10ml, ống tiêm 0,5mg trên ml. Theophylline. Tác dụng: theophylline cùng với caffeine, theobromine thuộc dẫn xuất xanthin được chiết xuất từ cacao, chè, cà phê hoặc tổng hợp từ axit uric. Các thuốc này đều có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, kích thích hô hấp, tuần hoàn, giãn mạch, giãn cơ trơn, tuy mức độ tác dụng không giống nhau. Caffeine là thuốc có tác dụng ưu tiên thần kinh trung ương, theobromine tác dụng ưu tiên trên cơ trơn, đường tiết niệu, còn theophylline tác dụng ưu tiên trên cơ trơn đường hô hấp, làm giãn cơ trơn khí phế quản, nên điều trị được hen phế quản. Theophylline có phạm vi điều trị an toàn hẹp, nếu quá liều có thể gây kích thích thần kinh trung ương, co giật, tăng nhịp tim hoặc loạn nhịp dẫn đến tử vong. Chỉ định: hen phế quản. Chống chỉ định: bệnh loét dạ dày tá tràng đang tiến triển, tình trạng co giật hay động kinh không kiểm soát được. Cách dùng và liều lượng: dạng uống giải phóng kéo dài, dùng để kiểm soát cơn hen ban đêm và khó thở vào buổi sáng. Liều trung bình từ 4 đến 6 mg trên kg. Cần chú ý kiểm soát nồng độ theophylline trong huyết thanh,
không được vượt quá 20mg trên ml. Dạng tiêm tĩnh mạch, dùng trong cơn hen nặng không đáp ứng với thuốc khác, liều trung bình từ 4 đến 6mg trên kg. Tiêm tĩnh mạch chậm trong vòng 20 đến 30 phút. Với đường tiêm, thường dùng aminophylline, là hỗn hợp của theophylline với ethylenediamine, tan trong nước gấp 20 lần so với theophylline. Dạng bào chế, viên nén giải phóng kéo dài, 100, 200, 250mg, nang giải phóng chậm 50, 60, 75, 100, 125, 130, 200mg. Dạng tiêm tĩnh mạch, 0,4mg trên ml, 0,8mg trên ml, 1,6